Chiều ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Hội nghị đã đánh giá tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, đồng thời bổ sung hai dự án mới vào danh mục dự án trọng điểm tỉnh giai đoạn 2021-2025, đó là dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng và dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp khu công nghiệp Yên Mỹ 2. Đối với dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng, địa điểm xây dựng tại các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên, dự kiến tổng mức đầu tư dự án 9.275 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người có thu nhập thấp khu công nghiệp Yên Mỹ 2 tại xã Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ có quy mô sử dụng đất 310.000 m², dân số 11.500 người, tương ứng khoảng 9.250 căn, trong đó 9.000 căn nhà ở xã hội và 250 căn nhà ở thương mại liền kề, tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.